Công nhận cái bình đẹp thiệt, đẹp đẹp thiệt cho. Có bị hù quá vậy? Ủa sao vậy? Ba đang cầm cái bình này, này hù rồi ba giật mình rớt á sao? Ê, đừng đụng vô. Cái bình này củ xì có gì đâu mà sao mà quý dữ vậy trời. Trời đất ơi, con không nhìn ra nét đẹp của nó hả con? Nè, nhìn cái màu xanh nè của con rồng nè. Nhìn, ê đừng có đụng vô. Nè, ba phải mua một cái khăn mới hoàn toàn. Ba không không dám trải ra, vuốt nhẹ. Đồ thế chứ. Đồ cổ chứ gì. À, khờ như mày mà cũng nhận ra đồ cổ hả con? Đơn giản thôi, cái đồ cũ mà bảo quý vậy là chỉ có đồ cổ à. Đúng rồi. Con thấy đặt chỗ này không ổn. Có gì đâu không ổn. Ba nói con nghe, bình cổ, ông bạn bán đồ cổ của ba, quý ba quá, thương quá, mới để rẻ lên cho ba. Trời ơi, vừa bán vừa cho luôn á hả? Ừ, vừa tặng cái người mà biết chơi đồ cổ tao mới tặng. Con có ông bạn có cái bình độc hơn này nữa, mà xin hoài nó không cho. Con rồng này nè, mình lắc cái con rồng nó lộn nó đẹp lắm. Không, cái đó là bình hiện đại rồi, bình cổ nó không có lộn được. Nhưng mà con thấy đặt đây không ổn thiệt đó ba. Sao mà không ổn? Ba ơi, ba có coi mấy phim hài không? Trong phim hài cái bình cổ quý vừa để xuống, tình huống xảy đến làm bể cái bình. Bởi vì bà, cái này là phim ảnh. Tối ngày dán mắt vô tivi coi phim có ảnh không, bị ảnh hưởng. Không lẽ ra ba chỉ con đang đóng phim hài hả? Cuộc đời chuyện gì xảy ra không biết được đâu. Con nói đi kiếm chỗ khác đặt đi. Đặt chỗ này không ổn thiệt. Thôi kệ tôi. Tối ngày cái ăn hoài. Ông nội ơi, ông nội ơi, cứu con với. Ông nội. Ông nội. Số để cho mình ra vậy. Bể cho mình giết tụi mày. Cái... của mình đâu? Chết tôi rồi. À đây. Trời ơi trời trời. Ôi da, mấy thằng quỷ này. Nè, không được giỡn hết trong nhà kia chưa? Ông nội nói rồi đó. Giỡn là không được à. Đổ bể đồ đạc là ông nội không chịu đâu. Ủa, ai đem để cái đổi gì nè? Trời ơi, cái bình đâu mà thấy ghê vậy? Ai đem đây vậy trời? Ê! Cái gì vậy? Trời ơi là trời ơi, nắm bằng hai cái ngón tay chịu nổi không? Ôi trời, cái gì vậy? Ở đâu đem gì đây vậy? Cậy tôi. Bà làm gì làm, không được đụng tới nó. Để đâu để đó đi, chị của tôi. Ây da, trời đó. Cái gì mà mới xóa số ông la làng vậy trời? Tập trung! Tập trung! Tập trung cho tôi! Cái gì vậy ba? Ai? Ai làm bể chiếc bình cổ này? Cái gì? Ai làm bể bình bông hả ba? Cái này con nghĩ chỉ có cô dâu chú rể thôi. Không ạ! Cái bình bông bây giờ sao? Làm sao tự nhiên bình bông bể? Ba vô ba nói con làm sao con biết được? Con đã nói với ba rồi. Con thấy ba thấy con nói đúng không? Cái bình này là nguy hiểm lắm. Để không an toàn đâu là nó sẽ bể. Cái miệng của con! Cái miệng của con ăn mắm bằng muối. Tập trung đi. Ai làm bể bình bông kìa? Cái gì vậy? Ai làm bể cái bình bông của bình gỗ của tôi? Cái bình bông này hả? Ai làm bể cái bình bông của ông vậy bê? Bình bông của con khỉ. Dạ. Cái gì vậy ba? Về ông nội. Ai làm bể cái bình gỗ của tôi? Đứa nào làm bể nhận? Đứa nào? Ra nhận liền. Trời ơi trời, ai? Ai? Điểm danh hết trong nhà này. Không phải tụi con đâu. Thằng Phúc, thiếu thằng Phúc. Thằng Phúc đâu? Ông ơi, thằng Phúc có đi từ sớm tới giờ rồi. Vậy là nó, thằng Phúc là thủ phạm. Nó làm bể bình bông rồi nó sợ, nó trốn đi rồi. Thằng Phúc có đi từ sớm rồi, không phải nó đâu. Ba bình tĩnh đi ba ơi. Thằng Phúc có chứng cứ ngoại phạm đàng hoàng. Nó đi từ sớm, lúc từ sớm là cái bình bông vẫn còn nguyên. Phải không? Nó dạ. Đi tới lúc mà bình bông bể nó vẫn chưa về mà ba. Dạ. Ba ơi, con nghĩ bây giờ mình phải mời cơ quan điều tra vào cuộc, lấy dấu vân tay vân chân là tự động nó lòi ra liền ba. Thôi đi. Ai? Đừng nói là tôi nghe, tôi bắt giữ của bo nghe, không phải tôi bể. Mà nếu có tôi nhận chứ bắt bế tôi sợ. Tại sao lên tiếng? Hay là ba? Ba làm bể cái bình cổ của tôi. Tôi biết trước sau cũng nói tôi hả? Tôi nói trước. Ai? Không phải con nha ba. Con là đang mệt, con đang lên trên phòng, con nằm nghỉ chút xíu thôi đó. Lên phòng đồng nghỉ à? Dạ. Tại sao lên phòng đồng nghỉ? Thường ngày bữa trưa không có ngủ trưa. Tại sao là hôm nay lên phòng đồng nghỉ? Vậy là ý ba nói là con làm bể bình bông xong rồi con nói xạo ba hả?
Ông ơi, ông ơi. Ai? Vậy là bốn. Một trong bốn đứa này. Đứa nào nói liền, đứa nào làm bể bình bông chứ không lẽ tự nhiên cái bình bông tôi từng cái đó nó nhảy xuống rồi bể sao? Nhà này không nuôi chó nuôi mèo. Ai? Bốn đứa. Đứa nào làm bể? Đâu phải tụi con đâu. Không không thể nào là tụi con được ông ạ. Nói lại. Đứa nào làm bể bước ra. Thì không là chết chứ ông. Không phải tụi con mà ông. Đây. Ờ không phải con mà ông nội. Con thương ông nội nhất nhà luôn á. Mày không phải con ông nội hả? Con không thể nào làm được điều đó. Măng. Không phải con ông nội, con đi chơi chiều giờ mà có nhà đâu. Đi đây, đi lên đây rồi. Con không có làm. Con biết gì hết á. Ông ơi, ông có chứng cứ gì không mà ông biểu là tụi nó làm? Ba có ơi, chứng cứ không? Ba bình tĩnh lại đi chứ ba cứ vậy hoài đâu tìm nó được ai đâu ba. Đúng rồi đó ba ơi, con đã nói rồi trong những bộ phim con coi là nó y như rằng ba không thể giữ cái bí quái. Cái miệng ăn mắm muối mày làm về cái bình cổ của tao. Ai? Đứa nào? Đứa nào? Bây giờ mình phải làm phương pháp loại trừ thôi để tìm ra thủ phạm. Lúc đó thằng Hạnh nè, nó đi với mình thì chắc chắn không phải nó rồi. Quang Anh thì đang ngủ trong phòng là không phải rồi. Bây giờ loại hai người đó ra. Loại... Nè bà. Lúc đó bà đang làm gì? Nè thôi nghe tôi nói, đã nói rồi không phải tôi nghe. Trời ơi, mà bây giờ ông suy nghĩ tìm thủ phạm chi vậy? Thì cái bình nó cũng bể rồi, chứ nó có hàn gắn này được đâu, có nguyên dạng được đâu. Tìm chi chứ mở chị, bây giờ tưởng tượng như là con chuột nó chạy ngang bể vậy thôi. Trời ơi, con chuột ở đâu rảnh vậy? Nó ngu vậy, nó chạy, nó đụng vô cái bình, ngã mà nó cũng đau vậy chứ bộ. Không, tức lắm, tôi phải tìm ra thủ phạm. Chắc chắn là còn lại một trong bốn đứa đó thôi. Tôi phải tìm ra thủ phạm. Hồi sáng giờ bà thấy ai đi lạng quạng gần cái bình của tôi không? Tôi nhớ coi, sáng giờ hả? Này nè, đánh. Trời ơi, ông đánh vậy mà cũng là chơi BK. Ông mà ồn quá nha. Khách chơi mà đứng lại nhả, lại nhả, lại nhảy suốt. Dạ. Ở chơi đi. Vậy tôi thu hoạch nha. Muốn làm gì đó làm. Lấy cái tay lên. Xịt số. Tôi quét. Dạ. Con được chơi chưa bạn? Rồi, con chơi thoải mái. Dạ. Lúc đó thì thằng Mẫn lên lầu. Tôi thấy trong phòng đọc sách chỉ còn một thằng Long à. Đúng rồi, chỉ có thằng người lạ không ở trong nhà này. À, nó mới không biết quý đồ đạc trong nhà này. Chắc chắn là nó. Tôi khẳng định thằng Kim Long phải hợp. Đập úp, cả nhà đập úp. Đã tìm ra thủ phạm làm bể cho bình cổ rồi. Ai? Đập úp hết. Sao? Đứa nào? Phụ đứa mày chưa đi. Dạ, sao? Đứng đây. Dạ, sao vậy? Tìm ra thủ phạm rồi hả? Đúng. Ai vậy? Tôi đã tìm ra được thủ phạm làm bể cho bình cổ. Ai thủ phạm đó là một trong những đứa này. Hả? Cái gì? Ủa ba, sao ba nói vậy vậy ba? Bà có chứng cứ chứ, bằng sự là suy luận thông minh sáng suốt của bà. Bà đã xác định một trong những đứa này là thủ phạm. Đứa nào? Con nhỏ này. Con không có làm ông ơi, sao ông có đổ thừa con hoài vậy? Đúng rồi, không phải đâu ông. Ông làm sao mày run rẩy mày la nó vậy hả? Con không làm thiệt mà. Vậy là thủ phạm đó là thằng này. Chính mày là thủ phạm làm bể chiếc bình cổ của ông. Ủa ông ơi, tại sao lại là con đâu làm được điều này đâu ông? Sao không làm? Không làm à, ai mà làm mà phạm tội mình tự xưng á, tôi phạm tội đúng không? Phải chối chứ. Chứng nó. Không phải không ạ? Chứng, cái con cần là bằng chứng. Phải có bằng chứng chứ. À ha, cả nhà ta biết rồi. Cái phòng đọc sách nó gần với phòng khách nhất đúng không? Cái cự ly về khoảng cách nó xác định điều đó. Mà Lâm là người cuối cùng rời phòng đọc sách trước khi cái bình bị bể. Ông á. Ông gì? Nhìn gì mà nhìn? Ông ơi, đâu phải con đâu. Làm sao con làm được điều đó hả ông? Ba ơi, con thấy suy luận của ba cũng hay á. Đó. Nhưng mà con chưa hiểu ba. Tại sao? Ủa thì cái phòng đọc sách với lại bình bông thì mắc mớ vậy nha ba?
Với đây là ở chỗ phản cách đó, mẹ con nói nó là người cuối cùng rời khỏi phòng đọc sách, mà cự ly phòng đọc sách và phòng khách rất gần với nhau. Sau khi nó đọc xong, nó tưởng tượng nó chạy nhảy tung tăng, nó va gì của mình bể, sau đó nó bỏ trốn. Ông ơi, ông suy luận như vậy là chết con rồi, làm sao mà ông suy luận như vậy được chứ? Con không làm điều này, con không làm điều này ông à. Quá chính xác chứ chết cái gì, đúng không con? Con thấy bị vô lý bà. Vô lý cái gì? Cái suy luận bà không ổn. Tại sao? Tại vì con thấy như vậy nè, không phải ai ở gần cái bình bông thì làm bể. Đúng rồi. Ba hiểu không? Nếu như vậy thì trong phòng này ai cũng là người có thể làm bể bình bông hết. Dạ đúng rồi ba, con thấy gì? Chồng con nói đúng á. Phải không con? Dạ đúng. Đâu thể nào mình nói rồi cái người đứng gần bình bông nhất là người làm bể bình bông được. Ừ. Còn những người khác chỉ cần muốn làm bể bình bông 10 giây là có thể bể liền. Không, nhất định là khoảng cách này ngắn lắm và chỉ có một mình nó, chứ khi chưa bể là chắc chắn là nó là người làm bể cái bình cổ này. Ông ơi, gì mệt ông quá, tôi tưởng ông mà tìm ra thủ phạm kêu tập hợp mọi người. Rốt cuộc toàn là ông suy luận ông, rồi ông nói ông sáng suốt. Trời đất ơi, rốt cuộc không có tìm ra chứng cứ gì hết mà tập hợp, giải tán hết đi. Mệt quá đi. Mà phát, trời đi hả? Tại sao? Trời ơi, sao không ai tin tôi hết trơn vậy trời ơi. Thủ phạm phải nó không trời. Nước sôi đây nghe. Từ, nước sôi con biết mà, xuống con biết mà. Wow, canh rau dền. Canh rau dền ăn rất là mát. Đúng rồi. À, chưa con. Đấy. Con thèm quá. Ông ngồi xuống rồi. Ông vô vô rửa tay rồi ra ăn cơm luôn. Ba ngồi. Ông ăn của gì cả. Ngồi xuống đi. Cái gì vậy ba? Nói như mọi người biết, từ mảnh vỡ này tôi đã tìm ra được thủ phạm làm vỡ cái bình này rồi. Là ai? Nữa hả ông nội? Ai vậy nội? Thủ phạm là ai? Thủ phạm đó là một trong những người ngồi trong cái bàn này. Thôi đủ rồi. Gì vậy? Cái gì không đòi được con á? Con làm cái gì sai? Cái gì bà bỏ thương con như vậy? Mày có hùng không? Ai nói mày? Ba nói ngồi trong bàn là gì? Chỉ có con thôi chứ ai? Anh làm gì trong bàn này có mình anh vậy? Mà ai? Bà nói đi ai, tự nhiên bà cầm xuống. Ai vậy ông? Ai à? Cái bánh vỡ này nó nói lên tất cả rồi. Nhìn kỹ đi. Hình con rồng đúng chưa? Dạ. Rồi sao? Người đó có tên gần như con rồng này. Ủa nội, nhà mình có ai tên rồng đó nội? Gần như con rồng. Gần như con rồng. Tên gần như con rồng. Cái bánh vỡ này nói lên tất cả. Ông nói đại ai đi. Là sao hả ông? Là mày đó. Mày là thủ phạm. À, thì ra là vậy. Vậy cái gì mà vậy? Bạn biết gì mà vậy? Ông ơi, làm sao mà như vậy được chứ? Sao không vậy? Làm sao con là thủ phạm được? Rầm, mà dịch ra là Long, là tên của con đó. Ông ơi, đó thời ngày xưa thôi, rồng là Long mà bây giờ con là trẻ, bây giờ thời hiện đại. Con là Long, là dài đó ông. Là người Việt hay là người Anh mà Long. À, không phải, mà con không phải là thủ phạm ông ơi. Làm sao mà con làm miếng này? Cái miếng này là rồng, là lông. Chưa hết, là con lại rất thích màu xanh. Mà con rồng là màu xanh đúng không? Là chính con là thủ phạm. Ơi ông ơi, ông ơi, ông tha cho mấy đứa nhỏ cho nó ăn cơm bữa cơ đàng hoàng coi ông. Nó là lon là dài, as long as you love me đó ba, tiếng Anh đó. Không, thằng lông chính là thủ phạm làm bể cho bên đây. Sao ba cứ cố ép mấy đứa nhỏ hoài vậy? Mà không cố ép ai cả. Chính nó là rồng. Chính nó là thủ phạm. Trời ơi. Trời ơi. Sao mai tin tôi vậy trời? Ba máu qua hình coi ba. Có về á chủ. Đứng lên. Không bay được ra khỏi nhà. Đứng lên đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy nói? Ngồi đây đi. Tập hợp. Cả nhà tập hợp. Trời ơi. Xíu con mình vợ con hả? Cũng phải ra tập hợp. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy ba? Chuyện gì? Ngồi xuống đây đi. Dạ. Tôi xin tuyên bố cho cả nhà, tôi đã tìm ra được thủ phạm làm bể chiếc bình gỗ của tôi rồi. Hả? Nữa hả? Nội. Đúng. Mà đó là một trong những người có mặt ở đây. Ông đừng nghĩ là con nha. Chúng chính xác là cậu. Ông ơi, con phải giải thích ông bao nhiêu lần nữa, chuyện này không phải con làm mà ông. Được rồi, để tôi phân tích cho cậu nghe. Sáng hôm nay, lúc 7 giờ sáng, trên TV chiếu chương trình Cắm Hoa. Trời đất ơi, đàn ông con trai gì đâu mà ngồi coi Cắm Hoa say sưa vậy trời.
Ủa bà đi chợ bà? Ừ tôi đi chợ nghe. Bà ơi bà. Ừ? Bà đi chợ bà. Ừ? Bà mua cho con hoa để con cắm nha. Ừ. Cắm hoa hả? Dạ. Nhiều hoa quá biết mua hoa nào? Hoa ly hay hoa hồng gì cũng được bà. Nè mấy cái hoa đó mắc lắm nghe con. Dạ con biết mà. Bởi vậy con mới đưa tiền cho bà. Khỏi thối nha bà. Trời ơi cái này mua đựng cây à. Con chỉ có nhiêu đấy thôi à. Không có tiền mà cái gì cũng gửi mua hết trơn á. Con cảm ơn bà. Cậu kêu vợ tôi mua bông về để cắm, nhưng mà cậu không dặn mua bình. Do đó khi về chỉ có bông thôi không có bình. Cậu lấy bình cổ của tôi, cậu cắm đó, rồi cậu vô ý, cậu làm bể cái bình cổ của tôi, được không? À hả, thì ra là vậy. Thôi đi, bà bớt am hiểu giùm tôi coi, tôi không làm chuyện này. Trời ơi, ông ơi con không làm chuyện này mà cả nhà tin con đi, con không làm chuyện này. Không, bác tin con. Cái gì vậy? Làm sao cắm bông có thể cắm vào cái bình cổ được hả ba? Trời ơi, ba bình tĩnh đi. Ông ơi, ông cái thời gian mà ông suy luận mà ông nghĩ là nó chính xác. Ông đi nghỉ ngơi giùm tôi cái đầu óc nó thanh thản đi ông ơi. Rồi. Chính xác rồi. Trời ơi, thôi mọi người ai về nhà nấy đi, ai cái về nhà nấy đi. Cơm. Trời ơi. Cơm. Trời ơi. Tôi tìm ra thủ phạm rồi. Sao không ai tin tôi vậy? À, tại sao cái suy luận của mình nó hợp lý quá mà không ai chịu tin hết trơn. Trời trời, thì là bất bình quanh. Cái gì? Ông bị gì vậy? Thì tại sao cái suy luận của tôi là nó hợp lý quá trời với đất mà không ai chịu tin cho tôi hết. Trời ơi là trời ơi, tự suy diễn rồi nó hợp lý chỗ nào? Trời không hợp lý. Hết hồn hết chứ. Tôi nói thiệt á, ông ở không á hả? Rồi ông nghĩ tùm lum tà la, rồi ông ép là thằng Kim Long nó làm. Mà ông có đưa chứng cứ ra không? Mà ép con người ta làm, nhảm nhí. Nhảm nhí gì nhảm nhí? Vậy tôi ngủ được chưa? Đừng ngủ đi. Tao ngủ làm hết rồi mà. Cái gì? Trời ơi. Ông ngủ không được, ông đi ra ngoài đi, để tôi ngủ. Ngủ đi. Tự suy diễn. Nhưng mà tôi nói cái gì của tôi là hợp lý. Đi ra khỏi phòng. Đi ra khỏi phòng. Đi đi. Đi nhưng mà hợp lý. Ông à, con xin lỗi ông nha. Đẹp quá. Tại sao mình coi cắm hoa nó lại cảm giác gần với mình như vậy nhỉ? Rồi từ đây gia đình nhà chú Hạnh sẽ bất ngờ về mình lắm. À, đây rồi. Đưa cây kéo, tay phải vuông góc 45 độ với lách hả? Thế thì khó phải chơi. Chú Hạnh thấy chưa? Cả gia đình thấy chưa? Mọi người bất ngờ về con lắm đúng không? Quên. Tại sao mà mình lại quên một thứ quan trọng như vậy chứ? Đâu rồi? Mày trốn à? Mày tính trốn tao à? Mày tính trốn tao à? Trời ơi, tại sao cái bình lại tinh tế và sắc sảo như vậy? Trời ơi, cái bình màu xanh, mình cũng thích màu xanh nữa. Đã thế, cái bình in con rồng, mà rồng là gì? Rồng là long, là long. Bể rồi. Bể to nhỉ? Bố hả? Bố đón con càng nhanh càng tốt nhé.
con tính làm cho gia đình chú Hạnh bất ngờ vì tái cắm hoa hả con? Mà bây giờ có cái bất ngờ khác rồi. Thôi nhá. Ít quên.